At least 21 people have died in Vietnam after Typhoon Yagi slammed the country's north, triggering landslides and floods, state media reported on Sunday. National television station VTV said at least 12 people had been killed in mountainous provinces after heavy rain caused by the typhoon softened the soil and collapsed on houses. In Lao Cai province, a landslide swept through a village, killing 6 people and injuring 9 others, the report said. In Hoa Binh province, a landslide killed 4 people in a family as they were sleeping in the early hours of Sunday, the report added. The heavy rain also saw rivers burst their banks, submerging houses in various parts of the northern region. Yagi, described by Vietnamese meteorological officials as one of the most powerful typhoons in the region over the past decade, made its way to the Southeast Asian country after it left 3 people dead and nearly 100 others injured in the Chinese province of Hainan. The typhoon landed at Vietnam's coastal provinces of Quang Ninh and Haiphong with wind speeds of up to 149 km per hour, state media reported. Quang Ninh is home to the UNESCO World Heritage Site Ha Long Bay, known for its many towering limestone islands. Hundreds of cruises were cancelled at the popular site before the typhoon landed, according to local media. Authorities said they expected more rain in the coming days and issued warnings for further flooding and landslides. Hiện nước lũ vẫn Lệ Viễn, An Lạc của huyện Sơn Động, ngập lụt diện rộng, mức nước ngập khoảng trên 1 mét ở khác để đảm bảo an toàn. 2/3 số xã thị trấn bị gián đoạn thông tin liên lạc do mất điện kéo dài, hệ thống viễn thông không ổn định. Được xây dựng kiên cố, nhưng sau trận bão, nhiều hạng mục đã tan hoang. Những điểm nhấn du lịch tại Hạ Long như Sun World chắc chắn phải mất nhiều tuần nữa mới có thể khôi phục trở lại. Nhiều người dân Quảng Ninh dù đã chuẩn bị tinh thần ứng phó nhưng cũng không thể ngờ sức tàn phá của cơn bão này. Gần 20.000 ngôi nhà bị tốc mái. Mà đến Ủy ban tỉnh và rất nhiều những công trình khác tại trung tâm của thành phố Hạ Long lúc này cũng đang ngổn ngang sau bão, cho thấy thiệt hại do bão số 3 là rất nặng nề tại tỉnh Quảng Ninh. Và theo thông tin mà chúng tôi cập nhật thì ngay lúc này đây, chính quyền tỉnh Quảng Ninh cũng đang họp với các địa phương để có thể thống kê thiệt hại cụ thể sau bão. Còn đến lúc này, theo sơ bộ thì tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận có 3 người chết, 157 người bị thương, 70% cây xanh đô thị tại Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn và Quảng Yên đều bị thiệt hại. Còn giờ đây thì gần như hầu khắp thành phố Hạ Long lúc này là một quang cảnh ngổn ngang. Và đến sáng nay khi mà mưa đã dứt thì người dân địa phương cũng đang tích cực chủ động dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Cho đến tận bây giờ thì ở đây vẫn mất điện, sóng điện thoại cũng rất kém, gây khó khăn trong liên lạc, kết nối thông tin. Ngành điện lực của tỉnh cũng đang tích cực kiểm tra lại các hệ thống điện. Sau bão đêm qua đã khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Sớm nay thì nhiều phương tiện đã chết máy và phải xuống giác bộ. Cây cối gãy đổ cũng như là những cái mái tôn bay mắc trên dây điện cũng như là cành cây rất là nguy hiểm. Vì thế khi mà người dân di chuyển ở trên những tuyến đường của thành phố Hải Phòng thì phải hết sức chú ý. Còn về đường truyền Internet sau 10 là có lại. Lúc này thì chính quyền cùng với người dân cũng đã bắt đầu chặt tỉa cây cối và dọn dẹp khơi thông cống rãnh để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Những hình ảnh sơ xác và ngổn ngang. Có những cây đã vài chục năm tuổi, bật gốc, lực lượng chức năng đã vừa phải thực hiện việc cưa những ngọn cây đi để người dân có thể lưu thông trên những tuyến đường này. Và không chỉ tuyến đường Phan Đình Phùng mà rất nhiều tuyến đường khác của thủ đô Hà Nội. Chúng tôi đã ghi nhận hình ảnh những tuyến phố cây đổ ngổn ngang. Phải mất nhiều ngày, thậm chí là nhiều năm để những hàng cây của Hà Nội xanh tươi trở lại, để chúng ta có thể trồng lại những cây mới. Còn trước mắt thì tình hình thời tiết của Hà Nội vẫn đang diễn biến khó lường, trời vẫn tiếp tục có mưa. Chuyển vô cùng khó khăn, các cái app điện thoại mà đặt xe thì giờ đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên theo ghi nhận của người dân thì là rất khó có thể gọi xe vào thời điểm này. Trên tuyến đường này thì xe buýt cũng khó có thể hoạt động khi mà các cây đều đang chắn ngang đường. Trong sáng